Rapunzel đang vẽ bên cạnh lâu đài. Ồ, ai thế nhỉ? Chờ đã, đi đâu thế? Bé nghịch ngợm, mình sẽ đi theo sau vậy. Ồ, mình đang ở đâu đây? Xưởng của Lalilu đó. Cắt hình váy. Dùng máy may nha. Váy của chúng mình xong rồi nè. Thêm vải satin. Tay áo. Trang trí bằng dây. Wow. Găng tay trắng nè. Lớp trang điểm mới. Tạo mẫu tóc ơi, vào việc thôi. Phong cách của công chúa Peach nè. Đá lấp lánh được đính trên ngực. Cây ăn côn trùng đã nuốt chửng chú nấm tội nghiệp. Tội nghiệp quá, chị giúp cho nha. Ồ, không được. Mình phải đánh vào khối vuông này. Nhảy. Nào. Hoan hô, tự do rồi nè. Chị sẽ cho em xem thế giới của tụi chị nha. Dạ, thú vị à nha. Sẽ vui lắm đây. Người uống dẻo. Xoắn hình tròn. Cái thứ hai thì nhỏ hơn nha. Sơn màu đỏ và cái kia màu vàng. Xong. Mượn nha. Mắt nè. Thân cây. Hoàn hảo. Cắt hình lá. Hoa lửa này là một bông hoa đặc biệt. Rừng hoang đẹp quá đi. Bông hoa ma thuật này là gì nhỉ? Ô, đau quá à. Có người cần giúp sao? Chúng mình không được chạm vào hoa đó đâu. Cảm ơn nha. Anh sẽ cho em xem cái này. Phải đánh vào khối vuông và ăn nấm. Mũ bảo hiểm cứu hỏa. Giờ thì anh có thể điều khiển lửa. Tới lượt em đó. Ok. Yeah, hay quá. Được rồi kìa. Tuyệt ghê. Đập tay nào. Mấy cuộc phiêu lưu này làm mình đói ghê. Chờ tí nha. Đất nặng. Mấy miếng này sẽ biến thành nấm. Chấm thêm đốm nha. Phủ sơn rêu móng tay. Cho vào đèn. Cả lọ luôn nè. Kẹo mút sẽ là món quà tuyệt vời dành cho những người hảo ngọt đó nha. Hello. Ồ, Yoshi, giúp với. Mình phải gây ấn tượng với công chúa. Bó hoa kẹo nha. Còn gì nữa? Nhưng phải đánh bại mình 3 vòng đó. Vòng 1, bàn bóng đá. Mình thắng rồi. Giờ đến vòng 2 nè. Ai mạnh hơn nào? Đến lượt mình. Mình thắng rồi. Vòng 3, trận quyết định. Nào. Phần thưởng của mình. Thắng trận công bằng. Thanks. Mình sẽ chạy đến chỗ công chúa. Bye. Thân rồng. Viền mẫu nha. Cho bông gòn vào. Thêm màu nè. Vỏ cứng cáp. Làm dẹp kẹo bông gòn nha. Gai nhọn nè. Phủ lên nha. Răng nè. Đuôi có gai nữa. Tóc đỏ. Thêm ánh mắt rực lửa. Bao sơ phản diện luôn phá hỏng kế hoạch của người khác. Ồ, công chúa Peach đâu rồi? Tìm ở đâu đây? Thưa ngài, công chúa đang ở kinh đô nấm ạ. Hay quá. Đến đó nào. Cuối cùng,
đến đây nào. Nằm mơ đi. Ồ, có đau không? Bắt được rồi nha. Thả ra. Đừng hòng. Vỏ cây. Tấm bìa cứng. Biến chúng lớn hơn nào. Đánh dấu các chi tiết. Làm thành tường nha. Sơn màu đen. Xong gỗ rồi nè. Thiếu chân đàn piano rồi. Cắt nốt đi. Viền trắng. Tấm che đàn piano. Bàn đạp. Đàn piano hoàn hảo. Bao sơ kéo công chúa đến hang ổ. Ngồi xuống chỗ này đi. Oh, no. Thả ra. Nghe đi. Hish, trái tim của anh rực lửa vì tình yêu. À, tay của mình. Ồ, nàng không thích sao? Chắc là đói rồi, mình sẽ hát lại. Mình có ý này. Bowser, chàng hát hay quá à. Ồ, trái tim của em, tiếp tục đi nào. Cuối cùng. Không ai có thể giam cầm mình cả. Công chúa Peach, nàng đâu rồi? Mình phải tìm nàng thôi. Điểm cộng. Chuẩn bị vải nào. Cắt các chi tiết ra nha. May thành đồ ngủ. Mặc vào nào Mario. Nice. Cho bông gòn vào nha. Đệm tay. Cả chân nữa. Tay và màu. Cà vạt chú lừa công. Sao mình đến đây được nhỉ? Mình là lừa công à. Nice. Lấy khối vuông này sao? Dễ ôm. Có lẽ là Peach đang ở tòa nhà đó. Mình sẽ làm thang. Xong. Đến với công chúa nào. Peach, nàng ở đâu? Phải kiểm tra thôi. Không có ai ở đây cả. Nàng đâu rồi? Lấy giấy bạc nha. Cuộn thành cục. Lay đô. Tuyệt quá. Quấn khung nha. Làm thành rùa. Chân, mái rùa và đầu nữa. Vẽ mắt nè. Lính gác cúp ba sẽ thể hiện bản thân. Peach trốn khỏi hang động của Bowser. Ai đó, mình có vũ khí đó nha. Đầu hàng. Cúp ba theo phe chị mà, công chúa. Giúp chị thoát khỏi nơi thế ghê này với. Theo em. Chị được tự do rồi. Ồ, cảm ơn em. Chị vẫn còn đói. Chúng mình nấu nấm nha. Cái chảo này được nè. Đến giờ ăn rồi. Công chúa, nàng có sao không? Anh tìm nàng khắp mọi nơi. Ồ, Mario. Em sẽ dẫn anh chị về với bạn. Hoa hồng tuyệt đẹp. Lấy cánh hoa nha. Đèn lồng đầu tiên. Dây nè. Xoắn thành khung. Gắn đèn lồng. Nguyên liệu đến đi. Đèn lồng thứ hai là màu hồng. Vương miện công chúa. Đèn lồng giống nhau nè. Thả thôi. Đây nè. Bất ngờ chưa? Tuyệt cho chị hả? Đáng yêu quá à. Anh cũng có quà nữa nè. Đừng tùy hứng nha. Ok. Thôi mang lồng đèn hãy đăng đến. Yeah, hay thế. Thank you. Cặp đôi thả đèn lên trời. Chúng bay cùng nhau kìa. Đáng yêu quá đi. Cục đất nặng. Nặng nha. Hình cánh hoa. Hoa xinh quá đi. Thêm màu. Sơn cánh hoa nè. Chấm trang trí nha. Nhụy. Phủ vàng lên lọ hoa. Hoa lily xinh đẹp. Ôi, nhớ nhà quá. Sao em buồn thế công chúa? Em không thuộc về nơi này. Tòa tháp của mình ơi. Rối à nha. Hoa lily. Anh sẽ về liền.
Công chúa, anh mang hoa lily cho em nè, gần giống như bức hình nè. Đáng yêu quá, giống gì? Mong là em sẽ đỡ thấy cô đơn hơn. Thank you. Hoa lily sẽ gợi nhớ về quê hương. Các bạn và Mario sẽ không để mình buồn chán đâu nhỉ. Trong chiếc hộp có gì nhỉ? Ngạc nhiên chưa? Làm sạch mặt nào. Vẽ đôi mắt. Vẽ các đường nét bên trong nha. Chuốt mi thật cong nè. Và thêm ít điểm nhấn. Đánh má hồng nhẹ nhàng. Đội mũ vào. Và làm tóc thôi. Tạo kiểu với tóc mái nào. Mặc chiếc áo màu hồng nha. Thêm một vài điểm nhấn. Đính đá quý. Tạo điểm nhấn với khuyên tai. Và vươn miệng bằng vàng. Công chúa Peach đã hoàn thiện. Công chúa đang đi dạo qua vương quốc nấm. Ai nấp đằng sau cái cây vậy? Công chúa điện hạ, xin hãy làm vợ ta. Ngươi đang làm gì vậy? Không, chúng ta là kẻ thù. Tặng hoa không thành công. Hay là công chúa thích quà? Công chúa sẽ thích lắm đây. Đèn vụt tắt. Hắn định làm gì vậy? Hắn bắt đầu chơi nhạc. Ồ, đánh đàn hay đó chứ. Công chúa đồng ý làm vợ ta chứ? Không. Công chúa sẽ thuộc về ta. À, cứu với. Công chúa đang gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ có thể ngăn ta lại được sao? Tên thợ sửa chữa kia. Đừng hòng coi thường ta. Mario, cứu em với. Chiếc nấm này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Yeah, thắng rồi. Công chúa, em an toàn rồi. Thank you. Ô, vị cứu tinh của em. Họ yêu nhau rồi kìa. Cùng làm chiếc hộp bí mật nào. Chuẩn bị mẫu. Hình siêu âm nè. Que thử thai. Bất ngờ sẽ được gửi đến đâu nhỉ? Công chúa biết muốn tạo bất ngờ cho hoàng tử của mình bằng bữa tối lãng mạn. Không được nhìn trộm nha. Ok. Ta-da. Wow. Nâng ly cho tình yêu của chúng ta. Anh yêu em. Anh thích lắm. Chưa hết bất ngờ đâu nha. Công chúa mang đến một chiếc hộp bí mật. Nhìn nè, quà tặng cho anh. Thú vị quá. Wow. Hình siêu âm, que thử thai. Không thể nào. Anh yêu, anh có ổn không? À, anh đang tự hỏi liệu mình có trở thành người ba tốt không? Cả gia đình đang chờ đợi thành viên mới chào đời. Cắt thành những mảnh nhỏ nha. Lắp thành một chiếc hộp. Sơn lại. Thêm dây đeo. Sơn lại tay cầm bằng gỗ. Đến lúc đặt các dụng cụ vào rồi. Mọi thứ đã vào vị trí và thuận tiện để sử dụng. Mario đã vượt qua thử thách. Anh chàng đang đi qua một công trường. Cứ để như vậy nguy hiểm lắm. Để mình sửa, không mất nhiều thời gian đâu. May là Mario có mang theo hộp dụng cụ nè. Hoạt động trở lại rồi. Tuyệt vời. Thật tốt quá đi. Mario bắt đầu nhảy lên những viên gạch. Anh chàng rơi xuống ống rồi. Có vẻ như anh hùng của chúng ta sẽ phải hy sinh trong hang rồng. Nè, im lặng. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây. Bình chữa cháy, đúng là thứ mình đang cần. Chú rồng đang bối rối. Anh chàng đã tận dụng cơ hội này mà nhảy ra ngoài. Chuẩn bị một tấm vải nha. Trông như những cánh hoa vậy. Khâu chúng lại nào. Vậy là đã có một chiếc váy rồi nè. Tiếp đến là phần thân váy. Thêm viền ren và cổ áo. Thêm một lớp váy ngoài. Xinh ghê nè. Đeo phụ kiện nha. Đá lấp lánh. Công chúa Daisy đáng yêu quá đi. Ồ, đói quá à. Trái cây tươi đi. Em muốn ăn táo.
Được ạ, tiền đâu ạ? Em không có tiền. Không có tiền thì không có táo, xin lỗi nha. Ô không, mình đói chết mất. Công chúa Bích đã biết chuyện rồi. Ta có thể giúp em tìm việc làm, vừa khéo ta cũng đang tìm người. Công chúa mua táo không? Ừ, được, ta có thể mua cả cửa hàng này. Sạp trái cây giờ là của em đó. Em không biết phải tỏ lòng biết ơn thế nào nữa. Em cần nhanh chóng đến làm việc cho ta đó nha. Nhật ký yêu thích. Tháo bộ lông màu mè ra. Trải thật kỹ. Bỏ đầu cọ đi. Một chiếc chổi lông. Vẽ phác thảo các chi tiết. Tách ra nha. Hai chiếc dây đeo nữa. Đeo băng đô. Đơn giản quá. Tốt hơn rồi nè. Cầm một chiếc xô nào. Sẽ có ích lắm đó. Daisy đã có đủ dụng cụ dọn dẹp. Mấy giờ rồi nhỉ? Mình trễ hẹn với Mario rồi. Nhiều bụi quá à. Daisy, dọn dẹp sạch sẽ trước khi ta trở về nha. Nhưng em phải dọn dẹp thế nào đây? Ta sẽ đưa cho em các dụng cụ cần thiết. Đây, cảm ơn, công chúa đi chơi vui vẻ nha. Tạm biệt. Daisy nhanh chóng thay đồ và làm việc. Tạm biệt bụi nha. Cô nàng đang rất chăm chỉ. Xong rồi, tuyệt vời. Hello. Cô gái trẻ, tên em là gì? Daisy ạ. Để ta giúp em. Daisy đã phải lòng Mario. Ước, khó xử quá. Em có muốn cùng uống trà không nè? Xin lỗi, em phải đi rồi. Hôm nay cô bé kỳ lạ ghê. Chuẩn bị nguyên liệu thôi nào. Làm giá đỡ. Chèn ống nhỏ hơn vào. Sơn lại với màu bạc. Tách ra nha. Bỏ ống keo vào. Nối với dây điện. Ai cần được trợ giúp y tế nào? Mario và Bích đang mong em bé chào đời. Ồ, con bé đang đạp nè. Gần đây bé con có hơi lo lắng nhỉ? Không phải đâu. Em yêu, có khi nào bé con muốn chào đời không? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Mario bế vợ ra xe. Họ vội vã đi đến phòng khám. Bác sĩ, nhanh lên. Tôi có thể giúp gì? Cô ấy bị đau bụng rồi. Tôi hiểu rồi, cô ấy cần được truyền nước. Cô sẽ thấy khá hơn thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua nha. Thật tốt khi có anh bên cạnh. Cắt quả bóng tennis ra. Bọc lại bằng vải. Trang trí với đá. Bụng giả đã hoàn thành. Daisy, em thấy sao nào? Ô, giúp với. Tháng thứ mấy rồi? Đây là tháng cuối của em. Bác sĩ thấy bụng của em không? Chúng ta đến phòng bệnh nha. Em ngồi đi. Nice. Gọi Mario đi. Anh ấy là ba của đứa bé. Okay. Daisy, đây không phải là vợ của ta, nhưng là con của cậu mà. Không thể nào. Cậu hãy tự giải quyết đi. Xem kết quả siêu âm nào. Ô không, em sợ tia bức xạ lắm. An toàn lắm, không sao đâu. Dừng lại. Daisy nhảy lên. Chiếc bụng giả đã rơi ra. Bác sĩ và Mario đã sốc không nói nên lời. Daisy bỏ chạy. Chuyện gì thế này? Hãy đánh thức em bé dậy nào. Làm cây nấm từ đất sét. Đổi màu nha. Tô màu thật đẹp. Dễ thương quá. Thêm điểm nhấn. Làm áo choàng. Đánh dấu. Bác sĩ đến rồi đây. Bác sĩ đưa công chúa vào phòng bệnh. Tôi sẽ gọi bác sĩ sản khoa giỏi nhất ở đây. Ok. Xin chào, cô sẽ sớm được làm mẹ. Tuyệt quá, mình thật may mắn. Đúng vậy, bác sĩ đây ạ. Hộ sĩ đưa bác sĩ sản khoa đến chỗ cô Bích. Trước tiên khám bụng nào.
Em có một cặp song sinh đó. Thật tốt quá đi, cảm ơn bác sĩ. Em bé dễ thương quá. Sơn lại tóc nha. Vẽ áo và quần dài. Cắt hai dây đeo. Đổi nón nào. Anh trai và em gái. Bản sao của ba mẹ. Hít đã sẵn sàng sinh em bé. Đóng màn hình lại nào. Hít đã sinh ra một cặp song sinh rồi. Em yêu, chúng ta được làm ba mẹ rồi. Công chúa, Mario, em xin lỗi. Em rất mừng cho hai người. Được rồi, chúng ta không có giận em đâu mà. Này cô, đợi đã. Ồ, chuyện gì thế này? Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yeah, búp bê hỏng nè. Mình cần búp bê nhỏ. Lấy quả bóng nào. Sơn màu acrylic lên. Đây là phần đầu. Chia nửa hình cầu ra. La la lu, cầm bút nào. Sơn màu ngọc trai lên nha. Mặc quần nhỏ vào nè. Chọn dây xốp nha. Giày nhỏ gọn. Excellent. Đây là thơ đát, nàng nắm bé nhỏ. Thớt dạo trong rừng tìm đồng xu. Gì thế? Wow. Ồ, đồng xu, hên quá à. Wow. Đây là đâu? Nắm hả? Gì thế? Wow. Ồ, ai vậy? Chào, em là thơ đét. Em đi thu nắm nè. Em xin làm phiền chút nha. Em không mang được cái giỏ này. Để mình. Thanks. Hai bạn ấy cùng nhau đi hái nắm. Cánh cổng đến với kinh đô nắm. Ồ, tiện vậy sao? Chuẩn bị một cái chảo nhỏ. Nung chảy thổi vàng. Sơn vàng lên trứng nha. Vòng tròn lấp lánh. Bông mềm. Phép màu. Vẽ mắt xanh. Excellent. Núm em bé. Đổi tóc nào. Oh. Em bé đào trong quả trứng. Thâu đét đi trong rừng tại vương quốc nắm. Lùm cỏ lạ dữ ta. Đột nhiên, cổng mở ra bên cạnh cậu ấy. Cái gì thế? Đâu ra vậy? Quả trứng lạ lăn ra từ cổng. Lạ vậy ta. Cứng, lấp lánh. Có ai trong đó? Đặt trứng vào tổ nè. Ồ, biết rồi. Để áp trứng cho nhanh thì phải có nhiệt độ ấm. Thêm chiếc áo choàng lông thú thiệt đẹp. Tưới nước hiên. Đột nhiên trứng tách ra. Và bé đào xuất hiện. Ồ, công chúa nhỏ. Hay quá à. Phải cho Thoát xem ngay. Chọn xốp nào. Chọn giấy xốp nha. Xi lanh nè. Làm vài nón chớp. Mái nhà đây. Gắn cửa sổ vào. Phần rào làm từ nương. Thêm cửa vào phần lâu đài. Khu vui chơi siêu lạ cho trẻ. Hôm nay là sinh nhật công chúa. Nhà nắm chuẩn bị món quà bất ngờ cho em. Thodet và Thoat ẵm em bé đến. Đây là quà sinh nhật nè. Ta-da. Đây là bánh nè. Ướt nào, thổi nến thôi. Đây là quà nè. Wow, nhìn lâu đài này đi. Gia đình nắm để công chúa nhỏ chơi. Nhưng nàng ấy đã khóc rồi. Ai cũng hết hồn, làm sao bây giờ? Gia đình nắm mang đồ chơi đến. Không thích đâu. Tẹo nha. Cơ hội cuối. Gia đình nắm mang đồ ăn đến. Hello. Được rồi nè. Giờ thì bé Đào đã có bạn chơi cùng rồi. Trở thành bạn rồi nha. Hay thật. Khách mời nhập tiệc. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Ai núp sau lọ thủy tinh đó?
búp bê mới nè. Hi. Dùi mặt nha. Vẽ mắt lên. Hoa bắt ruồi mang đất nặng đến. Tạo hình tóc nè. Cho váy vào máy phép thuật. Biến hình ngay. Thêm găng tay vào. Đính kim tuyến vào tóc nè. Đôi giày ngọc trai. Công chúa đào lớn hơn rồi. Nàng muốn khám phá khu rừng nè. Hay quá đi à. Ô gì vậy ta? Cây hoa ruồi Venus. Muốn ăn thịt mình. Cô bé nhỏ bỏ chạy khỏi cây hoa. Phiêu, trèo trên cây an toàn. Làm sao xuống bây giờ ta? Nhưng đợi đã. Cây này không hại đâu. Còn giúp cho bé đào leo xuống nữa cơ. Cảm ơn em nha. Em tốt bụng ghê. Ồ, áp phích mới. Có cuộc đua mới nè. Muốn thi ghê. Trong hộp có gì? Wow, xe đẹp đó nha. Nâng cấp thôi. Tô lại màu mới. Bôi trơn bánh xe nha. Thêm phần đệm ở sau nè. Và nắp bút làm bô xe. Động cơ cháy luôn. Và thêm tay điều khiển. Bánh xe. Thêm đèn xe nha. Xe này hợp với công chúa nhỏ nè. Goomba đến lấy đồng xu. Đi lấy thêm vàng. Cuộc đua đáng mong đợi. Và cuộc đua bắt đầu. Goomba đua không lại. Và công chúa đào dễ dàng vượt qua các cuộc. Cẩn thận bé ơi. Cuộc đua bắt đầu. Hãy giữ phong độ. Bắt đầu. Let's go. Ôi không, Goomba đụng rồi. Ba người chiến thắng này. Đào thắng. Chúc mừng công chúa đã chiến thắng. Búp bê mới. Tô lại phần đầu nha. Nối tóc dài ra nào. Cắt váy lụa nè. Cắt phần viền. Tới lúc lên đồ nè. Đẹp quá. Chuẩn bị phần mẫu áo. Khâu các mảnh lại với nhau. Nịt bụng với tay áo. Thêm phần áo với chân váy. Găng tay. Và vương miệng công chúa. Đào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Công chúa thích chơi game điện tử lắm á. Ải này khó ghê. Vô địch rồi. Hết ngày rồi. Ồ, máy Nintendo ở dưới gối. Hay đó. Giờ cuộc đua là của mình. Úp, rớt rồi. Phải đoạt lại mới được. Wow, mọi thứ đều ở đây. Xe đạp nữa. Được, đạp xe thôi. Không dễ dàng gì. Thử lại nào. Woohoo, biết đạp xe rồi. Sinh ra là tay đua. Chọn vải thể thao nè. Đánh dấu mẫu. Cắt chi tiết nè. Dùng máy khâu khâu lại. Đào ơi, thử xem nè. Ok. Trông em thế nào? Xinh lắm bé ơi. Búng tay, đôi bốt dễ chịu. Đổi màu. Xoay và xoay. Làm miếng đẹp nè. Đệm gối ở đây. Và đệm vai nữa nè. Cắt dây nha. Thắt lưng xong rồi nè. Thêm hạt cườm trước ngực. Thắt khăn satin. Bộ đồ đẹp cho tay đua dũng cảm. Các nhân vật tụ hội trong cuộc đua lớn này. Công chúa đào đến trước. Let's go. Và Todd cũng đến. Chào nha. Mario đua xe máy đến nè.
Chào công chúa, thật may mắn cho thần. Chúc người may mắn. Cảm ơn. Và các tay đua đã đến. Sao ra hiệu. Sẵn sàng. Tăng tốc liền. Động cơ vang rền. Mario và Đào dẫn đầu. Ô ô, không đua lại được á. Đào đua qua cánh rừng. Đột nhiên, khủng long chạy ra đường. Người có cần giúp không ạ? Nhưng anh có thể thắng mà. Cùng thắng cũng được mà. Cặp đôi đã đến đích đầu tiên. Xin chúc mừng những nhà vô địch. Cúp lạc của chúng mình. Làm hoa bắt ruồi Venus. Tô màu đỏ. Răng bén. Làm phần môi. Và thêm hoa vào bó. Chơi máy đánh bạc. Đúng rồi. Dây ray băng. Cột lại. Bó hoa cô dâu xinh đẹp. Sợi dây đồng. Tìm thấy vương miện trong rương cướp biển. Vải đẹp, vải đẹp. Làm khăn choàng nè. Mang lên rồi đội vương miện. Sắp có đám cưới hả? Đám cưới ngoài trời bắt đầu. Công chúa tiến vào lễ đường. Chú rể đâu ta? Mario bỏ mình rồi hả? Thôi thôi, anh ấy đến ngay. Anh đi. Màn xuất hiện đầy nghệ thuật. Xin lỗi vì để em đợi nha. Bài hát này dành cho em. Ô, Mario, anh lúc nào cũng làm em bất ngờ. Đóa hoa của em đây. Thả con tôi ra liền. Ủa, xin lỗi nha, đương nhiên. Gia đình hoa ruồi đoàn tụ rồi. Và Đào cùng Mario đoàn tụ bên nhau bên thềm hôn nhân. Lượng để lựa vật liệu nào. Đất nặng tiện lắm nè. Mình tạo hình ngôi sao nha. Trong bếp có gì nào. Quấn lại. Sơn treo trong lại. Mình có phần trong nè. Mượn đèn led nha. Đèn đặt lên chân đứng. Thêm mắt và miệng cười thôi nào. Gia đình có thêm thành viên mới nè. Mario khỏi nghỉ luôn. Công chúa Đào và các con phải về sớm rồi chứ nhỉ. Đâu rồi ta? Anh yêu tụi em đi. Ba mẹ đặt các em xuống nuôi. Nhưng khi ba mẹ vừa đi, cặp sinh đôi liền khóc. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Em có ý này. Mua đèn ngủ nha. Hình ngôi sao á. Đèn ngủ ru em bé ngủ. Các em ngủ rất là ngon. Và ba mẹ có thể dành thời gian cho nhau rồi.